tại sao mà nó lại chợ 5.000 rồi, cái điểm này nó sẽ phục vụ đối tượng nào. Rồi hôm nay mình có một tuyến tour đi lên Mù Cang Chải. Đấy, từ Yên Bái lên thì dọc đường lên thì đi qua chợ 5.000 của anh dân tộc đang quản trị cả cái khu này. Đấy, thì hai anh em mình thì gặp nhau rồi. Nhờ bạn ấy đi giới thiệu cho mình một số cái đặc sản ở cái chợ này. Thì em có thể nói cho anh tại sao mà nó lại chợ 5.000 rồi, cái điểm này nó sẽ phục vụ đối tượng nào? Dạ. Thì chợ 5.000 thì trước đây đây là những cái bà con người Mông sống ở xung quanh đây hoặc chân núi bên trong kia. Đấy, thì là họ mang gọi là rau củ quả theo mùa. Ví dụ như bây giờ đang là mùa dưa thì họ mang dưa ra. Đấy, mùa khác thì hoa rau quả củ quả khác thì họ lại mang cái loại khác ra. Thì như cách đây khoảng hơn chục năm là mọi người mang ra đây thì là mọi người cũng chưa biết là bán giá bao nhiêu, thì có người mách cho họ là bán 5.000 một thứ. Thì là họ ví dụ như một mớ rau họ ra họ bán 5.000, một quả bí 5.000, rồi thì ví dụ một quả dưa to cũng 5.000, bé cũng 5.000. bây giờ thì họ cân rồi. Mà trước đây là như thế, cho nên là cái chợ này nó gọi là chợ 5.000, là hình thành từ cái thói quen của người ta mang ra bán mỗi sản phẩm 5.000 như thế. Còn sau đấy thì các cô các bác là ở đây ở xung quanh đây cũng mang nhiều thứ khác ra bán nữa, thì lúc đấy là có một số cái sản phẩm giá trị nó cao hơn. Thì là bây giờ thì giá cả thì nó cũng không đồng nhất là 5.000 nữa. Ví dụ như một bó rau như này các cụ vẫn bán 5.000 này, các bà vẫn bán 5.000, nhưng mà ví dụ có một số thứ khác giá trị cao hơn thì sẽ là giá cao hơn, ví dụ thuốc thang các thứ cao hơn. Đấy, ở đây có một số cái rau mà mình rất thích ăn, đây là rau rừng, rau dớn đúng không ạ? Rau dớn đúng rồi, rau này xào ăn ngon lắm này. Bao tiền mà bỏ hả? 5 tiền à? Trời ơi, để con mua nhá. Rồi mình sẽ mua xong rồi để tối anh em mình nhậu. Tối lên. Đây, lấy túi bóng nha. 2 3 4 Bây giờ rau đủ chưa nhỉ? Chưa. Rồi, đây ạ. Có các bà. Đây ạ. Thôi ơi, con sang lấy tiền giả bà nhá. Người Tày thì có, người Mông chưa có. Thôi chắc là con chỉ cần 4 mớ đấy là đủ ăn rồi. Ôi đây có cả, đây là rau đu đủ này mà đu đủ. Có anh Thánh đu đủ ăn này. Anh ấy không biết có ăn thì đọc được cái video này ăn thì mình sẽ ship về cho. Dưa ở đây thì to như quả xoài 10.000 một cân đúng không ạ? Rồi ạ, một trong hai bạn cẩn thận xe nhá. Ôi được rồi, để tí nữa bố sang lấy bố trả tiền. Đấy thì ở đây bà con là cứ có rau gì thì bán cái đấy, nhưng mà mình thấy là ở đây toàn chủ yếu là bán dưa. Mùa này là mùa dưa, đang mùa dưa cho nên là họ sẽ bán dưa. Mùa khác thì họ sẽ bán thứ khác. Như cái măng này gọi là măng gì hả em? Măng này gọi là măng anh. Măng anh. Tức là ăn mình sẽ ăn theo kiểu gì? Cái này thì luộc ăn. Luộc hoặc là nướng. Luộc ăn ngon đúng không? Luộc hoặc nướng. Cái này ăn cũng được này. Đấy, không biết ở trên Long mình có không nhỉ? Chắc không có. Cũng cái này thì bán như nào ạ? 10.000 một cân cháu ơi. 10.000 một cân ạ. Rồi. Nào bà ấy lấy cho con nè. Thôi lấy hết chỗ này đi. Tối cho anh em ăn. Tối cho bố cho con sữa hả? Tí nữa. Đây cứ lấy cái này. Lấy cái này đi ạ. Bên này nó mới hơn. Rồi đấy. Thế là tối anh em mình đã có rất nhiều rau ăn rồi. Đấy, còn bây giờ anh em mình sẽ thử đi sang cái thôi cứ cân đi tí cho ra cho gửi tiền nhá. Rồi đây ạ, hai anh em mình sẽ sang cái quan trọng nhất là cái chợ. Anh Hùng ơi, anh lấy tiền gửi lại cho, gửi tiền thêm mấy cái này trong ví em á. Đấy có hai em mua hai loại đấy. Đấy ở kia người ta cũng làm những cái kiosk rồi. Và rồi đây bố bảo bác Hùng lấy. Là bạn Hoàn mình ngày xưa là bán những cái khu này và tạo ra giá trị cho người dân. Các bạn nhìn nó sơ sài như vậy thôi nhưng mà họ có thể kiếm được số tiền rất lớn trong một ngày đấy. Tại vì bán những cái này là người ta có thể bán gạo này, bán mọi thứ. Đấy, và có giá trị rất là lớn. Không biết tiền, không ít tiền đâu ạ. Đây anh em mình sẽ vào cái chợ này. Có chờ bác Hùng lấy. Đây đi cổng chính này. Đây ạ. Đây mình với cả anh dân tộc sẽ mình nhờ anh dân tộc giới thiệu cho mình cái giới thiệu lại cái chợ 5.000 đấy nhá. Bản Hốc à em? Bản Hốc ở đây là thuộc thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Thì cái chợ 5.000 nó thuộc thôn Bản Hốc. Các bạn nhìn thấy ông Ngô rất là đáng yêu. Thì ở Bản Hốc này là ở cái chợ 5.000 này thì bên này chắc là để tiếp khách cho nó. Bán đá phong thủy, đá cảnh. Cũng là của Văn Chấn luôn, đá này cũng thuộc ở Văn Chấn luôn.
Đấy, đá này cũng của Văn Chấn. Văn Chấn thì rất là nổi tiếng về đá quý rồi. Đấy, các bạn nhìn ở trong này có những cái tranh đá rất là đẹp. Đấy, anh em có muốn ngó không? Đây thử ngó qua cái nhá. Xem có ông nào có buôn bán kiếm ăn được gì không. Ôi, xin chào. Cho mình xin phép ngó tí nhá. Đấy, đây này, ở trong cái chợ 5.000 này thì đây các bạn nhìn thấy không? Vòng rất rẻ, có mấy trăm nghìn thôi là có đá này, này 400.000 này. Đấy, 300 này, nhẫn nhất các thứ 400 này. Một củ này không? Một củ à? Đúng rồi. Cũng tương đối rẻ. Và ở đây là có QR code rồi nha, anh em mua thoải mái. Đấy. Tranh đá đẹp quá. Mình cũng làm điêu khắc nên là mình nhìn thì mình cũng biết mấy cái này. Rồi ạ, đây là một gian hàng bán đá quý. Bây giờ anh em mình sang cái trong cái này. Cái chỗ này là em quản lý đúng không? Dạ vâng. Đây là bán nông sản. Nông sản ở đây thì sẽ có gạo, có miến, có trà san tuyết, có măng là những cái đặc sản của Yên Bái đây, chủ yếu là những cái đấy. Hay quá. Đấy thì đây các bạn nhìn thấy không? Vừa nãy mình vào mình review ở một video rồi. Rất nhiều trà. Vâng, đây là được cái là san tuyết cổ thụ. Cái trà san tuyết này uống rất là tốt. Đấy, trà xung quanh đây rất nhiều trà, cả gạo bên kia nữa. Đấy, u đây cũng cả tia. Trà. Các loại trà. Trà này trà xuất khẩu. À, trà này là trà xuất khẩu. Vâng. À, hay chưa? Nhìn đúng là chất xuất khẩu đấy. Đẹp. Rất là đẹp. Đây có cả Tinizi. Pong pong pong. Mà chú Lâm hay bán. Ủa, chú công ty này quen nhỉ? Của chú Hiếu ấy. Chú Hiếu Tâm Đạo. Cái gì? Trà, cái pong đấy để pha trà ấy con. Đấy. Ờ ti bông. Đấy còn sau đấy thì mình thấy có cả mật ong rừng. Và đây là những cái đồ mà ai làm đây? Đồ thủ công, cái này của hợp tác xã làm. À, cũng là đồ xuất khẩu. À, cái chất liệu để làm nên cái này nó là cái gì? Cái này là cói ạ. Cói? Đây là cái gì đây? Cái này nó để đựng đồ trong những cái resort hay là những cái... Rồi, vứt đồ vào trong này. Vâng. Ok, sắp tới bọn anh sẽ làm một số khu thì sẽ ủng hộ em. Dạ. Chắc chắn. Vâng. Đấy, những cái này ở trong resort đựng những cái đồ linh tinh là cũng hợp lý nhỉ? Vâng, đồ. Đó, đồ đựng đeo. Rất thân thiện với cả môi trường. Và nếu mà các bạn đi qua Văn Chấn và các bạn thì nên dừng ở chợ 5.000 nhá.